London là một thành phố rất âm u và vội vàng. Những ngày đầu sang London học, mọi thứ rất khó khăn với mình vì vừa nhớ nhà, nhớ bạn bè, vừa áp lực bài vở và bận rộn đi làm thêm. Nhưng có lẽ những hoàn cảnh đặc biệt ấy lại cho ta cơ hội tìm được người đồng hành hoàn hảo nhất. Đối với mình, Thành là một người vô cùng tình cảm và chu đáo. Từ khi mới chỉ là bạn bè, anh ấy đã sẵn sàng ở thư viện đến 4 giờ sáng để giúp mình sửa bài luận và ôn thi. Lúc nào cũng ân cần, chăm sóc, nhắc nhở mình từng bữa ăn. Trời có tuyết rơi thì anh vẫn sẽ đi đón mình đi làm thêm về lúc khuya muộn. Ở ngoài thì mạnh mẽ láu cá lắm, bạn bè còn nhận xét là đánh đá nữa. Nhưng với mình thì Thành hiền khô, lúc nào cũng cười, nói cái gì anh cũng gật, luôn luôn nhường nhịn, dù đôi lúc mình cũng nhõng nhẽo, sớm nắng chiều mưa thật. Không dám nói những điều xa xôi, chỉ biết rằng đến thời điểm này, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất mà em từng có. Xin chào cô gái drama queen của tôi. Lang thang ở London cũng ngót nghét 5-6 năm trời. Cuộc sống của một du học sinh lâu năm cho anh cơ hội đương đầu với nhiều bão táp và giông tố của tuổi đôi mươi, không biết đầu hàng là gì. Thế mà đối mặt với em bước đến như một cơn lốc, làm anh chỉ biết đổ gục và cuốn theo chiều gió. À, vợ mình đây rồi. Em là người con gái của sự yêu thương và chăm sóc, mà anh có thể cảm nhận được nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những sự kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện đó đủ để anh biết là cuộc đời trai trẻ oai phong lẫm liệt của anh, đời trai đầy tự hào ấy, giờ đã trở thành một người đàn ông bình dị, giản đơn và yêu thương gia đình hết lòng. Anh thật ra vẫn nuối tiếc một điều đấy. Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ? I can be myself when I'm with you. It's magic, it's steady. The sunset, but they're still.